Xin chào các bạn nhé, lại là mình đây. Tiếp tục trong video hướng dẫn ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và cập nhật giới thiệu cho các bạn một cái tính năng khá là hay ở trên iPhone. Những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone thì các bạn nên tham khảo tính năng này nhé. Mình nghĩ là cũng khá là cần thiết cho các bạn đấy. Thì cũng là một cái cách để khóa ứng dụng ở trên điện thoại iPhone, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách mới cực kỳ chuyên nghiệp khi các bạn dùng mà các bạn muốn bảo mật ứng dụng nhé. Theo dõi ngay trong đoạn sau video nhé. Rồi, cách để bảo mật ứng dụng cũng như là khóa ứng dụng một ứng dụng nào đó cũng rất là đơn giản thôi. Theo cái cách mới này có thể là mình nghĩ là nhiều bạn chưa biết. Mình ví dụ các bạn cần bảo mật một cái ứng dụng Facebook chẳng hạn. Để mà truy cập được vào ứng dụng Facebook thì các bạn chắc chắn là cần phải có wifi hoặc là dữ liệu di động đúng không? Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt làm sao để ví dụ như các bạn truy cập vào cái Facebook đó thì chỉ có cái wifi mà các bạn đã chỉ định mới có thể truy cập vào được. Còn những cái các bạn di chuyển ra một cái địa điểm khác hoặc là truy cập bằng một cái dữ liệu khác thì không thể mở được cái ứng dụng Facebook đó nhé. Ok, các bạn theo dõi nhé. Trước tiên thì các bạn cần phải có cho mình một cái ứng dụng phím tắt. Thì thông thường ở trên những cái dòng iPhone đời mới này đa số là đã có tích hợp sẵn ứng dụng phím tắt rồi. Những bạn nào mà chưa có ứng dụng phím tắt thì các bạn hãy vào tải cho mình nhé. Và các bạn tại giao diện khi mà các bạn mở thì đây chính là cái giao diện của ứng dụng phím tắt. Rồi, tại đầu tiên các bạn chọn cho mình là tạo mục tự động hóa cá nhân. Trong mục tự động hóa mới này các bạn kéo xuống cho mình cái mục là ứng dụng nhé. Ok, chọn vào. Và các bạn chọn, ví dụ như bạn nào đang ở phần bị đóng này, các bạn tắt cái phần bị đóng đi. Các bạn chọn mỗi phần được mở thôi nhé. Và các bạn nhìn lên mục ứng dụng, các bạn chọn vào nhé. Đây, thì bây giờ các bạn muốn bảo mật khóa ứng dụng nào thì các bạn sẽ chọn cái ứng dụng đó nhé. Mình lấy ví dụ như mình chọn cái ứng dụng Zalo nhé. À thôi, Facebook đi. Đấy, các bạn chọn xong này. Đấy, thì như lúc đầu mình nói, các bạn cũng làm theo nhé, cứ làm theo đi. Ok, chọn Facebook này. Sau khi thêm ứng dụng xong, các bạn có thể thêm nhiều ứng dụng nhé. Mình ví dụ cho bạn một ứng dụng thôi. Các bạn chọn tiếp vào đây này, trên góc này, tiếp này. Rồi, sau đó thì các bạn chọn cho mình là thêm tác vụ. Đấy, bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình ở đây. Các bạn chọn cho mình là màn hình khóa này. Đấy, màn hình khóa, ok, các bạn chọn vào nhé. Đây này, các bạn chọn vào. Rồi, tiếp theo các bạn nhìn xuống cái mục tìm kiếm ở đây. Các bạn nhìn xuống cái mục tìm kiếm này, các bạn chọn vào. Rồi, các bạn gõ cho mình là lấy chi tiết mạng. Lấy chi tiết mạng này, các bạn gõ vào. Đấy, lấy chi tiết mạng các bạn chọn vào nhé. Rồi, ok. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn xuống cái mục là nếu đây này. Các bạn chọn cho mình cái mục nếu này. Nếu này. Đấy. Sau đó thì trong cái mục nếu này nó sẽ hiển thị ra cho các bạn cái điều kiện nhé. Này, các bạn chọn nhìn vào chữ điều kiện ở đây. Các bạn nhìn vào chữ điều kiện này mà mở đây, các bạn chọn vào. Các bạn chọn vào. Đấy. Thì nó sẽ có rất nhiều đấy, nhưng các bạn chọn cho mình là không phải là nhé. Đấy. Rồi, sau khi các bạn chọn không phải là, nó hiện chữ văn bản ở đây. Các bạn chọn văn bản nhé. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ nhập cho mình đúng cái tên wifi nhà các bạn. Đây, các bạn vào xem cái wifi nhé. Đây này, các bạn phải nhập đúng cái tên wifi nhé. Đây này. Đấy, cái tên của mình đây này, Solar Wi-Net này này. Ok chưa? Các bạn phải nhập đúng cái tên wifi này nhé. Rồi, các bạn sẽ vào, các bạn thoát ra này, các bạn vào mục phím tắt nhé. Đấy, các bạn vào nhập đúng cái tên wifi đó nhé. Đó, các bạn phải nhập đúng nhé, đúng theo tên wifi. Ví dụ như chữ nào viết hoa hoặc là có cái dấu gì các bạn phải viết y chang nhé. Đấy, các bạn, đây mình đã viết xong rồi. Rồi, sau khi các bạn nhập xong tên wifi, các bạn nhìn lên cái phần là khóa màn hình nhé. Các bạn nhấn giữ vào nhé, làm giống như mình nhé. Các bạn nhấn giữ vào này. Đấy, các bạn kéo xuống đây này. Kéo xuống dưới cái chữ nếu này các bạn nhả ra. Đấy, ok chưa? Đây này, các bạn nhìn đúng theo thứ tự này nhá. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp ở bên góc bên tay phải, góc trên cùng, tiếp này. Rồi. À, coi như là đã xong nhá. Thì hỏi trước khi chạy các bạn tắt đi để nó không làm phiền, không hỏi này. Bây giờ các bạn chọn nút xong cho mình. Rồi, ok. Bây giờ các bạn sẽ thoát ra này. Đấy. Thì bây giờ mình nếu mà mình vào cái wifi này nhá, cái wifi mà mình đang kết nối, tức là cái wifi
Còn là Ynet ấy, thì Facebook vẫn vào được bình thường nhé. Đấy, Facebook vẫn vào được bình thường. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ tắt cái wifi này đi. Đấy, mình sẽ bật cái phần dữ liệu di động lên. Mình tắt wifi này. Đấy, coi như là không phải là cái wifi này nhé, mà là đang kết nối dữ liệu di động nhé. Như mình nói lúc đầu ấy, khi mà các bạn vào app Facebook này, vào bằng một cái địa chỉ wifi khác hoặc là dùng dữ liệu di động wifi khác mà không phải cái wifi mà các bạn chỉ định ở trong cái phần mình đã hướng dẫn, thì không thể mở được trừ khi các bạn có mở bằng Face ID hoặc là nhập mật khẩu của các bạn, thì mật khẩu máy của các bạn mới có thể vào được. Đây, bây giờ mình sẽ mở bằng Facebook này, và điện thoại của mình đang kết nối bằng dữ liệu di động nhé, LTE này này. Ok chưa? Và mình sẽ quay Face ID của mình đi, mình sẽ không để cho Face ID nhìn thấy khuôn mặt của mình, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không mở nhé. Đây, ví dụ như mình sẽ quay đi nhé, Facebook này. Đấy, nó vào cái nó sẽ tự động khóa ngay, các bạn nhìn chưa? Ok, và chỉ khi các bạn hiển thị Face ID thì mới mở được. Đấy, ok, Facebook mới mở được nhá, các bạn nhìn chưa? Đấy, và bây giờ mình sẽ mở wifi lên này, mình tắt dữ liệu di động đi. Đấy, và bây giờ mình sẽ vào lại Facebook của mình nhá. Rồi, mình sẽ tránh mà đi nhá. Đấy, vào luôn này. Đấy, vào luôn Facebook, ok chưa? Các bạn thấy chưa, nó không bị khóa nữa. Đấy, rất là hay nhé. Các bạn có thể áp dụng cách này để làm theo, và các bạn có thể chọn cái ứng dụng mà các bạn mong muốn nhé. Thông qua video ngắn vừa rồi, hy vọng các bạn có thêm một cái cách hoặc là một cái tính năng trải nghiệm khi các bạn dùng những cái ứng dụng mà mình vừa dẫn cách để các bạn có thể bảo mật khóa ứng dụng ở trên iPhone nhé. Và những bạn nào thấy video của mình hay, hữu ích, nhớ để lại cho mình một like và một bình luận phía dưới phần video nhé. Và nên nhớ chia sẻ cho nhiều bạn chưa biết đến tính năng này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.